Chị xin chào các em. Chúng ta hãy cùng nhau tô màu bức tranh cát hình búp bê rất là đáng yêu này nha. Bây giờ chị mời các em cùng theo dõi chị để xem cái bé búp bê này sẽ mặc quần áo như thế nào nhé. Thank you.
vào những video tiếp theo. Bye bye.